Ngày 7 tháng 5, thiền định đưa ta đến nguồn tình yêu. Cô tịch để thiền định là một tiến trình rất đau đớn và cô đơn, bởi nó buộc ta phải trực tiếp đối mặt với tình trạng của bản thân trong tất cả đau khổ cũng như vẻ đẹp của tình trạng đó. Nhưng nếu ta không ngại bước vào trung tâm của chính mình và tập trung vào những chuyển động của tâm hồn mình, thì ta sẽ biết rằng sống có nghĩa là được yêu thương. Kinh nghiệm này cho ta biết rằng ta chỉ có thể yêu bởi ta được sinh ra trong tình yêu, rằng ta chỉ có thể trao ban vì đời ta là một quà tặng, và rằng ta chỉ có thể làm cho người khác tự do vì ta được giải thoát bởi đấng có trái tim vĩ đại hơn ta. Và khi ta đã tìm thấy nơi chốn để neo đời mình vào trung tâm của bản thân, ta có thể tự do để cho người khác bước vào không gian được tạo ra cho họ và cho họ nhảy điệu nhảy của chính họ, hát bài hát của chính họ và nói với ngôn ngữ riêng của chính họ mà không sợ hãi. Từ đó, sự hiện diện của ta không còn đe dọa và đòi hỏi, nhưng là mời gọi và giải thoát.